Ok, và hello anh em. Hôm nay tôi quay trở lại và giới thiệu cho anh em một món sản phẩm nhỏ xíu xíu nhưng cũng tương tự như chiếc móc SH vừa rồi. Thì đó chính là chiếc móc nhện này. Anh em có thể thấy được ở đây tôi đã đem ra 3 màu, và ở bên shop hiện tôi đang có sẵn đầy đủ tất cả các màu của cái móc này, nhưng ở studio của tôi thì chỉ có 3 màu này thôi. Nên là tôi lấy ra tôi quay và giới thiệu cho anh em nhé. Và không lòng vòng nữa thì chúng ta vào thẳng vấn đề của chiếc móc này nhé. Vì sao có tên là móc nhện thì anh em chắc cũng đoán được là hai cái móc này như là cái cặp giò của con nhện vậy. Nó bị cong như vậy nè, nhìn như nhện. Và móc này được thiết kế khá là tiện lợi nha anh em. Khi mà anh em treo á, mà muốn treo được hai vịt lớn hay là sao, anh em bắt bắt trực tiếp vô và siết chặt cái phần ốc này vào. Khi mà chúng ta kéo ra ở cái độ vừa đủ, chứ đừng có siết chặt quá rồi kéo không được thì khi đó độ thừa xốp là xốp một triệu nha anh em. Đó, anh em siết vừa đủ thôi để kéo ra cho nó dễ. Rồi phần mắt ốc đây. Đó. Chiếc móc này nó tiện lợi hơn là nó có thể chia ra thôi, nhưng mà nhìn cái vẻ đẹp thì chắc chắn là nó sẽ thua so với chiếc móc CNC của SH. Tại vì cái này là nó được làm nước sơn bóng chứ nó không có được làm bằng sơn sơn nhuộm màu của CNC. Đây là một vàng. Và anh em nào quan tâm những món mặt hàng mới như này của Racing Group thì có thể vào xem bài viết và đọc thêm chi tiết ở phần mô tả. Còn anh em nào mà muốn mua hàng trực tiếp thì hãy đến ngay với địa chỉ 21 Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Không thì anh em có thể đặt trực tiếp ở Facebook hoặc Zalo, mình có để link ở phía dưới phần mô tả nha anh em.